Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023. Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, dẫn đầu đoàn lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại các đài tưởng niệm Nghĩa Trang trên địa bàn thành phố. Đoàn lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã đến dâng hoa, dâng hương và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm thành phố, Nghĩa trang liệt sĩ thành phố, Nghĩa trang quân khu 5, đài tưởng niệm liệt sĩ Hòa Vang, Nghĩa trụng Phước Ninh và Nghĩa trụng Hòa Vang. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, với lòng biết ơn vô hạn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương đã kính cẩn nghiêng mình bày tỏ sự tri ân, đặt vòng hoa mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ và dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng quê hương, thống nhất đất nước, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ chính quyền thành phố Đà Nẵng hôm nay nguyện giữ vững bản lĩnh chính trị, tấm lòng sắt son với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, ra sức cống hiến, phát huy sức mạnh đồng thuận và tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển, góp phần vào sự nghiệp đổi mới và đi lên của đất nước.